cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Hàng trăm container chở nông sản vẫn đang ùn ứ mà chưa biết khi nào mới được thông quan sang Trung Quốc. Có xe nó ra đây là mùng 2 Tết, mà tới bữa nay là mùng 7 rồi. Mà cái thanh long á, hầu hết là anh em này cho hàng thanh long. Mà nếu mà để lâu á, hơn một tuần á, thì thanh long đó sẽ bị xuống cấp. Nếu như cứ nằm như vậy á, là riêng chủ xe mỗi một ngày là cứ bình quân là sẽ chi phí khoảng 1 triệu. Từ tiền dầu, tiền bến bãi, tiền ăn, chi phí cho tài xế là cứ một ngày là tăng lên 1 triệu. Việc xuất khẩu sang Trung Quốc tê liệt đã ngay lập tức khiến nhiều nông sản mất giá thê thảm. Tại thủ phủ Thanh Long Bình Thuận, sức mua gần như đứng lại, hoặc có thu mua thì với giá rất rẻ, chỉ khoảng 4.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, đây đang là mùa thu hoạch thanh long trái vụ do bà con nông dân trong đèn. Khoảng 100.000 tấn thanh long sắp thu hoạch tại đây sẽ không biết tiêu thụ ra sao. Không chỉ thanh long mà nhiều nông sản và trái cây khác cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề vì không thể xuất sang Trung Quốc. Tại các tỉnh Nam Bộ, giá mít Thái giảm 7 tới 10 lần vẫn rất khó bán. Thời điểm này năm ngoái, giá mít Thái lên tới hơn 50.000 đồng 1 kg, nhưng nay chỉ còn 7.000 đồng nhưng không mấy ai mua. Ngoài trái cây, các mặt hàng thủy sản tươi sống cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Dưa hấu chỉ hình dung rồi, dưa hấu 3 ngày là hỏng. Thanh long ruột đỏ cũng chỉ 3 ngày là hỏng thôi, ruột trắng thì còn được. Ruột đỏ đưa lên đến Lạng Sơn, quay về đến bán Hà Nội thôi, chứ nếu mà lại trở ngược về miền Nam, trời nóng như thế lại đổ đi mất thôi. Mất công vận chuyển rồi lại mất công đổ đi. Tất nhiên xoài, chúng ta có thể tìm thị trường khác được, dưa hấu là chúng ta bó tay này, dưa hấu là chịu này. Đấy, thanh long không thể bỗng chốc tìm được thị trường ngay vì lượng quá lớn. Trung Quốc không nhập về thì lại có quá tải. Của Bình Thuận ra và của tất cả miền Tây ra thì chẳng dụ bình thường là Trung Quốc người ta nhập hết hàng của Bình Thuận. Khi bây giờ Trung Quốc không nhập nữa thì Bình Thuận phải ra Hà Nội, thì ăn nhu cầu ăn không xuể. Mà có, cái chính là tất cả các mảng khách sạn, nhà hàng người ta có trước là người ta có nhiều khách. Bây giờ người ta cũng không đi lại nữa thì tất cả mọi cái đóng băng luôn. Sau Tết ngày có bán được 1 tấn. Bây giờ chỉ bán được 5-6 tạ, vắng hơn những ngày trước. Từ ngày mà từ khi cái dịch đến giờ là chợ nó vắng hơn, kể cả ban đêm lẫn ban ngày đều là vắng cả. Để tìm đầu ra cho gần 100.000 tấn thanh long đang ùn ứ mà 90% thường xuất sang Trung Quốc, hôm nay Sở Công Thương Bình Thuận và các doanh nghiệp đã phải tìm giải pháp cấp bách. Ngoài tăng cường tiêu thụ thanh long trong nước, dự trữ hàng đông lạnh, đẩy mạnh chế biến, tìm kiếm thị trường khác ngoài Trung Quốc, thì tỉnh này cũng kiến nghị chính sách hỗ trợ của nhà nước thu mua dự trữ mặt hàng này. Để nông sản tránh phải giải cứu vì ế thừa, Bộ Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ logistics ưu tiên hỗ trợ lưu trữ, bảo quản nông sản trong khi chờ xuất khẩu sang Trung Quốc. Chỉ đạo các doanh nghiệp chuyển hướng xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước khi dịch bệnh kéo dài. Chính quyền của các tỉnh, đặc biệt là các cái tỉnh vùng trồng ở miền Trung, ở phía Nam, chúng ta phải hết sức lưu ý và có cái cảnh báo cũng như là khuyến cáo các doanh nghiệp để không đưa các cái xe nông sản tiếp tục lên biên giới cho đến khi chúng ta có những các cái biện pháp mới hoặc là có các cửa khẩu đã được giải tỏa. Với những quả tươi mà để nhanh hỏng như thanh long, như là dưa hấu thì cho đến giờ này không có giải pháp. Tất nhiên có những cái giải pháp là anh có thể trữ kho lạnh, nhưng tiền điện nó sẽ rất cao, tiền điện cao đến mức anh đưa ra bán thì anh có thể chưa chắc đã hòa được vốn. Đấy là một. Hai nữa là có thể chế biến, nhưng mà đối với dưa hấu và thanh long cho đến giờ này thì cái khả năng chế biến rất ít. Trong ngày mai mùng 3 tháng 2, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức họp khẩn để tìm giải pháp tháo gỡ cho nông sản trong nước khi không xuất khẩu được sang Trung Quốc. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo các địa phương sản xuất trọng điểm, rà soát lại từng cơ cấu sản phẩm trái cây theo lịch thời vụ cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực chế biến, tăng cường thu mua, chế biến, lưu kho. Dịch bệnh là bất khả kháng, cả xã hội cần phải thích ứng với dịch bệnh. Và bà con nông dân cũng không phải ngoại lệ.